Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tiên Dũng thân ái kính chào tất cả quý vị, kính chúc cho quý vị có buổi sáng thân tâm thường an lạc và sức khỏe được dồi dào. Và ngày hôm nay hội ngộ duyên lành cùng với sư huynh Phát Thời tại vùng Thất Sơn, thì lời đầu tiên chúc cho sư huynh mình luôn luôn có được một cái sức khỏe tốt để chăm lo cho bà con mình trong cái lúc dịch bệnh này, đi truyền tải những cái phần thực phẩm để mà giúp đỡ cho bà con ở các nơi ở trong huyện. Thì hôm nay Dương Lành gặp được sư huynh mình tại vùng Thất Sơn Bãi Núi, thì cũng nhờ sư huynh chia sẻ cho Tiến Dũng như bà con mình một cái đề tài về Phật pháp với sư huynh. Sư huynh có thể tự chọn đi, mình nói những cái đề tài nào trong cái ý của mình, ý đạo như thế nào, nhờ sư huynh chia sẻ nha. Dạ, Nam mô Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy, kính thưa tất cả chư quý vị quan khách gần xa thân mến, cùng với toàn thể chư đồng đạo kính mến, và kính chào anh Tuấn Dũng, nhịp cầu nhân ái, và đồng đạo Châu Phú. Thì nhân hôm nay là cái chuyến đi làm từ thiện ở vùng Thất Sơn Mầu Nhiệm, mà được cái sự vinh hạnh tiếp đón của cô Năm Thảo ở dưới chân núi Ông Cấm, cùng với nhịp cầu nhân ái Tướng Dũng, Châu Phú, đã thể hiện lên một cái tinh thần yêu thương lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, và nhất là kết nối nhân duyên làm từ thiện giữa các nhà mạnh thượng quân trong và ngoài nước, để thể hiện qua cái sự chan hòa tình ưu ái của dân tộc Việt Nam, thể hiện qua cái tình đoàn kết để cùng dung quén với nhau trên cái bước đường đạo pháp. Mà kinh Phật có nói là Phật vị nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là Phật vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện ở cõi đời, để nhằm mục đích mở bài cho chân tánh của chúng sinh đi vào con đường kiến tánh để thành Phật. Vì vậy cho nên hôm nay thì chúng ta là cái người tu theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, thì cũng noi theo cái truyền thống của đạo Phật. Bởi vì Đức Thầy đã nói tôi không quên, tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì thế cho nên Đức Tôn Sư đã xương minh lại một cái giáo lý siêu thượng tuyệt vời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đạo vô vi của Phật ăn cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước. Nhưng mà hôm nay trong cái chuyến đi từ thiện xã hội ở vùng Thất Sơn Mầu Nhiệm, là tại cái chân núi Ông Cấm gọi là Thiên Cẩm Sơn, là núi gấm của quý của trời. Thiên Cẩm Sơn là một trong là vùng bãi núi ở vùng Thất Sơn này, là một trong bãi núi mà Đức Phật Thầy Tây An thở xưa đã đặt cái danh hiệu gọi là Thiên Cẩm Sơn. Xin đính chánh lại với quý vị, có nhiều đồng đạo nói là Thiên Cẩm Sơn là không đúng, phải đọc cho đúng cái từ ngữ là gọi là Thiên Cẩm Sơn. Còn nếu mà nói cấm đó là chỉ nói là núi cấm thôi, chứ không được quyền nói là Cẩm Sơn, là nó không đúng. Chỉ cẩm là gấm, là quý báu, là núi gấm quý báu của cái vùng Thất Sơn Mầu Nhiệm đó, gọi là Thiên Cẩm Sơn. Thì như vậy là cái vùng núi này đó, thì xưa kia được Phật Thầy Tây An đã nhờ cái ông Đức Cố Quảng Trần Văn Thành cấm năm ông thẻ. Thì năm ông thẻ đó thì ở đây huynh Tướng Dũng, Thành Hậu, Châu Phú đều có đi đăng 4 năm ông thẻ hết rồi. Bắc Phương Nhâm Quý Thủy, Nam Phương Bính Đinh Quả, Tây Phương Canh Tăng Kim, Đông Phương Giáp Ất Mộc, rồi Trung Ương Mầu Kỷ Thổ. Thì năm ông thẻ này đó là đã có cấm rồi, đã anh em đã có quay rồi, thì tôi không cần nhắc đến nữa, bởi vì chi tiết nó thời gian nó không có. Lâu lâu mới gặp anh Tướng Dũng để chia sẻ, nhất là trong cái nhịp cầu dân ái. Mà hôm nay thì sự thật nói tôi là cái người đang tu học, đang học hỏi theo cái giáo lý của Đức Thầy, đang học hỏi mấy anh em ở Tướng Dũng, Châu Phú, Thành Hậu nhiều lắm. Nhưng mà tại vì anh em muốn chia sẻ, để sẵn đây tôi xin trả bài với quý vị. Thì bây giờ á, cuộc đời của chúng ta thì nhận thấy là, tôi thấy là cái chuyện đời của mình sống thì nó cũng rất là ngắn ngủi. Trình bày qua cái chia sẻ qua cái vấn đề vô thường. Chữ vô là gì? Chữ vô là không. Chữ thường là hằng, là còn mãi. Tức là xin thưa với quý vị, người ta tính rằng cuộc đời của chúng ta nó trường tồn vĩnh cửu, cho nên không nghĩ đến cái vấn đề vô thường. Vô thường là gì? Vô thường là không có trường tồn vĩnh cửu, không có hằng hoài mãi được.
mà Đức Tôn Sư kính yêu của chúng ta nói trên, dương thế thì hữu hình tắc hoại, có sanh ra thì khổ hải đau chừa. Cái vô thường này đó, tức là đúng ra mà nói cái đề tài đó, xếp thành một cái đề tài vô thường đó, thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ mới trình bày cho nó tạm tạm hết cái ý, theo cái giáo lý của thánh ý của Đức Thầy. Nhưng mà bây giờ mình chỉ nói một hai cái chủ yếu vào cái vấn đề mà mình thấy cái vô thường đó. Nhận thấy cái vô thường là gì? Vô thường là không còn trường tồn mãi, sông với núi trước kia mất nó, nay chết rồi thấy nó đặng nào. Cho nên cái bài trăm thờ mà viết trong cái bài mà tán chí kỳ ai đó, để là ô hô tam thốn khí tại thiên bang dũng, mà nhất đáng vô thường vạn sự hưu. Muôn việc đời thì mang lấy tắc hơi, hơi vừa dứt thì cuộc đời cũng dứt. Thì như vậy là mình thấy nó là vô thường rồi đó. Bây giờ sẵn đây xin kể qua cái mẫu chuyện mang cái tính chất vô thường thôi, chứ không còn mà là một cái đề tài nữa. Nếu một đề tài á, thì trong vòng 20 phút thì không thể trình bày được. Vô thường là phải định nghĩa tại là vô thường là gì. Đó, cái phần một lớn định nghĩa vô thường là gì. Rồi cái phần hai lớn là hành trạng của vô thường. Vô thường gồm có những gì? Thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, các pháp vô thường, hình tướng vô thường và tâm vô thường. Đó. Rồi cái phần ba lớn là phần kết luận lại cái đề tài vô thường, là chúng ta muốn ra khỏi cái vấn đề vô thường này, không còn dính líu cảnh sanh tử trần gian này, chúng ta phải làm như thế nào ra khỏi. Thì trong đó là chỉ đến pháp tu, là tu thiền và tu tịnh. Đó, vì vậy cho nên á, là chúng ta nói một cái đề tài như vậy đó là nó mất khoảng 2 tiếng đồng hồ sắp lên theo cái môn đức dục đó, thì không thể nào mà trình bày được. Vì vậy cho nên chỉ nói qua cái vấn đề vô thường là về cái con người của chúng ta, cái mạng sống của chúng ta. Chúng ta thấy cái vô thường ta. Chúng ta thấy cái vô thường rồi chúng ta thấy rồi mà chúng ta cố gắng, chúng ta tu, chúng ta làm việc thiện. Chúng tôi xin kể qua cái mẫu chuyện ngày xưa đó, có ba ông bạn này keo sơn gắn bó với nhau, là một cái nhà triết học, một cái nhà học giả rất là giỏi. Nhưng mà bữa nọ ba ông mới họp với nhau cùng uống rượu rồi bàn bạc cái việc đời. Có một hôm á, cái ông này nói bây giờ á, hồi đó tới bây giờ á, mình chỉ bàn cái chuyện thế gian không à, chứ không có bàn cái chuyện sanh tử sống chết của mình. Thôi bây giờ mình bàn với cái việc sống chết của mình đi. Bây giờ mình là thử làm thơ. Ông nào mà làm thơ mà vô thường mà thấy nghe hay đó là được thưởng. Còn không hay đó là phạt. Thì ba ông này mới đồng ý. Đồng ý thì kêu cái ông nhỏ ông làm thơ trước. Thì ông nhỏ ông nói kính lão đắc thọ. Cũng như lời Đức Thầy nói là trai nhỏ tuổi mà kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già đó mà. Kính cái ông đại sư ca cho ông làm cái bài thơ trước. Thì như vậy là ông sư huynh ông mới làm cái bài thơ. Thì ông không thể từ chối được. Ông nói là kim niên tửu tịch giai tiền hội, bất tri lai niên hữu thế thì. Có nghĩa là năm nay họp mặt cùng ăn uống. Nhưng mà nói là kim niên tửu tịch, chứ tửu là rượu đó. Đêm nay họp mặt, năm nay ngồi lại cùng uống rượu. Chứ tịch là ngồi đó, chứ tửu là rượu. Năm nay ngồi lại cùng uống rượu, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Mấy ông kia nói chàng ơi hay quá hay à. Vậy là năm nay mà ba huynh đệ uống rượu gì mà không biết văn, sang năm vô thường đến không biết ông nào chết trước. Thì cũng khen hay. Nhưng mà cái ông kế ông nói huynh làm cái bài thơ vô thường vậy tôi thấy còn xa lắm. Ở đâu mà tới một năm lận. Đó. Bây giờ tôi nói với huynh nè. Bây giờ tôi làm bài thơ này gì? Nói là kim giảng thoát hạ hài hòa miệt, bất chi xuyên minh xuyên bất xuyên. Có nghĩa là kim giảng đó là hài hòa miệt, là lên đêm nay mà lên giường dài giới cẩu ra, chẳng biết sáng ngày có mà xỏ mà lại đặng không. Đêm nay mình ngủ dài dép mình cởi ra hết, nhưng mà không biết ngày mai đó mình có xuống giường được, mình sọt vô không, hay là mình nằm ở trên giường đó con cháu mình nó vô kêu mình cứng đơ mình chết rồi. Đó, vậy cho nên ông đó nói vậy là quá hay. Vậy là đêm nay dài giới cõi ra, chẳng biết sáng ngày có mà xỏ mà lại đăng không. Vậy là ông làm vậy là ngắn hơn nữa. Còn ông kia nói một năm vậy là còn hơi xa. Thôi giờ nói là một đêm. Thì bắt đầu thưởng trong ly rượu. Nhưng mà cái ông thứ ba ông nói mấy huynh làm vậy còn xa giờ lắm. Còn xa giờ lắm. Bây giờ làm cho nó ngắn nữa. Là ông nói vậy là ngắn sao. Cái ông thứ ba ông nói là giá khẩu khí khí nhiên sức khứ,
bất tri tấn lai bất tấn lai, có nghĩa là hơi thở này đây phì khỏi miệng chẳng hay ở lại hoặc đi luôn. Vậy là mình thở chút cái hơi thở ra mà hít vô không được thì ắt là mạng dâm. Vậy cho nên mình thấy cái vô thường đó, ba cái ông này làm cái ông thứ nhất á thì kim niên tửu tịch giai tiền hậu bất tri lai niên hữu thế thì, còn cái ông thứ nhì thì kim giảng thoát hại hài hòa miệt rồi bất tri siêng minh siêng bất siêng, còn cái ông thứ ba đó thì ông nói là giá khẩu khí khí nhiên xuất khứ bất tri tấn lai bất tấn lai. Thì bây giờ mình coi trong cái sấm kệ mình thấy đó thì cuộc thế trao dồi mượn tắc hơi, phải không? Đức thầy nói cuộc thế trao dồi mượn tắc hơi, có một tắc hơi à, chứ đâu có nói một năm, đâu có nói một ngày, đâu có nói một tháng, mà chỉ có một tắc hơi thôi. Nín thở nằm ngay không cựa quậy mà xót thương con trẻ khóc đôi lời kể lại nỗi hàng nguyên, ma lớn trai to phí lắm tiền, tưởng quậy sát thân đa hạnh phúc mà nào hay hồn phách lắm oan khiên. Thiên đường siêu thoát thời thông thả mà địa ngục trầm lưng ắt đảo điên, nên chọn một nơi thanh tịnh ấy, như huynh Tấn Dũng bữa hổm mà chọn cái nơi thanh tịnh mà lên núi tu đó, vậy là được rồi đó, dứt trần bắt nhiễm mới là yên. Thì như vậy mà mình thấy cái cảnh trần tục mình á, mình còn liếng ái vợ con đồ này kia mà trở về trần gian để mà mình lo phụng sự cho cái việc đời đó, thì nó ngay cái nghiệp mình nó chưa hết thì mình về mình phụng sự cũng được. Nhưng mà sự thật mà theo giáo lý của Đức Thầy đó, Thầy biểu mình phải đi vào một cái nơi thanh tịnh để mà tu hành. Trong cái bài Muốn Lánh Phồn Hoa đó anh Tấn Dũng, Đức Thầy nói muốn lánh phồn hoa lánh thị thành, tìm nơi non thẳm ngõ mai danh, đợi cơ thiên địa xây dần đến, chờ cuộc phong lôi đổi giận lành, sớm hứng xương trong cùng võ trụ, mà chiều mong gió mát với trời thanh, xa nơi đa sự điều cao hạ, muốn lánh phồn qua lánh thị thành. Đi vào cái cảnh đó chúng ta tu rồi, nó cái tâm hồn của mình nó dựa vào núi non am cốc, hàng ngày chỉ chuyên lo kinh kệ, trao luyện đức lành dồi mài trí tuệ, hầu giảng giải cho bá tánh thập phương nghe, để hoài đầu hướng thiện, không còn thiết đến việc đời nữa, là đó là dốc người tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi theo lời Đức Tôn Sư chỉ dạy. Thì bây giờ xin tâm sự cùng với toàn thể chư đồng đạo, xin tâm sự cùng với anh Tấn Dũng, với Châu Phú, các nhà mạnh thường quân gần xa thân mến. Cuộc đời của chúng ta thì ngoài cái việc vô thường đó, chúng ta phải hiểu rằng nếu muốn tránh được cái vô thường, một ngày kia chúng ta cái sát sanh này, Đức Thầy đã nói những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là trong nhân loại chẳng thiếu sót một ai. Đó là đi theo cái định lực thành trụ hoại diệt. Đó. Vậy cho nên là hôm nay mình theo cái giáo lý của Đức Thầy rồi, mình tu theo cái giáo lý cái tuyệt vời của Đức Tôn Sư Phật Giáo Hòa Hảo rồi, thì Ngài đã dạy cho chúng ta là một cái phương pháp đặc biệt để chúng ta là hoành siêu tam giới, ra khỏi cái chốn luân hồi ta bà thống khổ này, đi ra khỏi kiếp vô thường là có hai cách. Một là phương pháp tu thiền, hai là phương pháp tu tịnh. Bởi vì cái phương pháp tu thiền và tu tịnh đó nằm trong 10 tông của Phật giáo. Nghe anh Tấn Dũng, 10 tông là một là Thành Thật Tông, Câu Xá Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tướng Tông, rồi Mật Tông, rồi Tịnh Độ Tông, rồi Thiền Tông, là đủ 10 tông đó. Thì như vậy là chúng ta là Đức Thầy chỉ rút trong đó là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông để dạy dỗ cho tất cả môn nhân đệ tử dễ tu dễ đắc. Chủ yếu nhất đó là cái vấn đề tịnh độ. Bởi vì Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy là Phật Pháp Thiền Na Dốc Thực Hành, phải cố gắng chí dốc thực hành theo cái pháp môn thiền. Thiền là tĩnh lự, là tư duy, là hồi quang phản chiếu, tìm cánh tím ca chân tánh của mình, giữ tấm lòng bất động như cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được quần nguyên phản bổn. Tà với chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Vậy cho nên chúng ta lọc lừa những cái gì ô trượt phiền não, chúng ta đang làm cho chân tâm nó mờ ám đó. Phiền não ngăn che chân tâm mờ ám, thì chúng ta phải tiêu diệt những cái vấn đề đó, để chúng ta dùng một cái quơ gom trí huệ để mà cắt mau lòng phàm, để kiến tánh thành Phật. Thì đó là cái pháp môn thiền đó, là nói chung ra đó. Thì cái dạng mà hạ căn hạ trí á, thì Đức Thầy dạy là tu mà đắc nhập vào cái thể tánh của thiền rất là khó. Vì vậy cho nên Đức Thầy đưa thêm một cái pháp môn đặc biệt, đó là cái pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là cái pháp môn này đó, nó có 4 phần cơ bản. Ngoài cái việc tín nguyện hạnh là chúng ta phải cần có, nhưng mà phải có 4 phần cơ bản là của pháp môn tịnh độ. Một là dị hành đệ nhất,
2 là đối cơ đệ nhất, 3 là quảng độ đệ nhất, 4 là cứu cánh đệ nhất. Vì vậy cho nên vị hành đệ nhất là cái pháp môn tịnh độ này rất là dễ thực hành, gọi là vị hành đệ nhất, trên đời có 102. Rồi quảng độ đệ nhất tức là tất cả các loài chúng sanh, đó là thiên nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục đều nếu là thành niệm Phật cũng được thành tựu hết. Đó. Cũng vấn đề pháp môn tịnh độ đó, Đức Thầy nói đó là môn tịnh độ là phương cứu cánh. Ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, song thiền giác quyết rước đưa sanh chúng. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Cái vấn đề mà cái pháp môn tịnh độ của Đức Thầy chúng ta, kính yêu của chúng ta chỉ dạy là nhấn rất là nhiều cái đoạn văn trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, trên 20 vạn lời. Đức Thầy nhấn cái pháp môn tịnh độ là quan trọng nhất, chúng ta cần phải cố gắng, bởi vì đó là cái pháp môn là vị hành đệ nhất, rồi quảng độ đệ nhất, rồi đối cơ đệ nhất, là phù hợp với căn cơ của chúng sanh thời hạ quân mạt kiếp. Bởi vì Đức Thầy nó chẳng nói cao gì sắp rốt đời, hay là quyết giải trần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Nhưng mà nếu mà Đức Thầy nói cao nữa thì làm sao chúng sanh hiểu, làm sao chúng sanh nghe, làm sao chúng sanh tu. Nhưng mà sự thật đó là Đức Thầy dạy là rất là một cái lời văn rất là bình dị, nhưng mà ý nghĩa rất là sâu xa. Ý dạy mình là pháp môn tịnh độ là niệm Phật, đối cơ đệ nhất, quảng độ đệ nhất, cứu cánh đệ nhất. Cái pháp môn này là một cái pháp môn đặc thù của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là phải cố gắng làm sao niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật là phải có tín nguyện hạnh. Thì nếu chúng ta mà muốn thoát khỏi luân hồi đó, muốn thoát khỏi cái vô thường đó, không còn trở lại cõi trần gian mà để chịu hưởng cái quả khổ đó, bởi vì nhiều tiền kiếp nó ngang anh Tướng Dũng với tất cả chư quý vị đồng đạo gần xa thân mến, chúng ta có cái nhân duyên với Phật Pháp rồi, phải không? Đức Thầy nói duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước mà thiện duyên hữu phần. Tiền kiếp chúng ta đã có nhân duyên với Phật Pháp, bởi vì cái vô thường nó níu kéo chúng ta ở lại trần gian này. Bởi vì sao vậy? Xin thưa quý vị, Đức Thầy nói nè, vì linh hồn chưa tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên phải đầu thai làm con người ở cõi thế gian. Kiếp trước anh Tấn Dũng là một cái nhà bố thí, một cái nhà tu hành. Rồi cô Năm Thảo cũng là một cái nhà tu hành bố thí. Rồi Phát Thời kiếp trước cũng là cái người tu đây. Và tất cả chư quý vị gần xa thân mến mà nghe được cái lời lành, những cái pháp âm vi diệu của Đức Thầy, nghe là sấm kệ, phóng thanh, sấm giảng, đều mà được cái sự quan hỷ là tiền kiếp mình đã có tu hết rồi đó. Nhưng mà còn bị thiếu sót một cái điểm gì đó, một cái ô nhiễm gì đó, cho nên mới trở lại cõi thế gian để mà tiếp tục mà để hành đạo, để tiến hóa lên con đường giải thoát. Chứ sự thật là tiền kiếp chúng ta đã có tu hết rồi. Vậy cho nên á, mình nhận thấy rằng muốn ra khỏi vô thường thì phải cố gắng. Bây giờ mình bị vô thường nó trói buộc chúng ta lăn lộn trong ba cõi sáu đường, xuống lên lên, luân hồi chuyển kiếp đó. Vì vậy cho nên bây giờ mình tìm được cái pháp môn, mình tìm được cái giáo lý của Đức Thầy rồi, thì mình phải thực hành theo, thiệt hành đi, đừng có ngại ngùng. Bởi vì mình phải tu theo giáo lý của Đức Thầy, mình đừng có nghi đó. Tu hành mà mãi nan nghi, sợ ta gạt gẫm cũng kỳ cho dân, người sợ giáo lý Thầy nói không biết có thiệt không. Sự thật là Thầy mình nói là chắc chắn 100%, tôi đặt lòng tin vào giáo lý Thầy 100%, chứ không có xê chịch. Cho nên mới tôi, cuộc đời của tôi là gắn bó giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ, gắn bó với cái nền đạo của Đức Thầy, là một đời một đạo đến ngày chung thân đó. Thì cho nên mình tin vào cái giáo lý của Đức Thầy đi. Mình làm thiện thì ắt phải làm thiện, cơ gặp thiện. Đức Thầy nó nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà toàn thiện. Thì bây giờ cái vô thường nó trói buộc mình, mà mình muốn ra khỏi cái vô thường đó là bằng cách là mình phải cố gắng là mình hành đạo, mình phải tu huệ theo cái phương pháp tu thiền và tu tịnh. Còn cái vấn đề làm từ thiện là chúng ta nên cần làm, để làm gì? Để trợ duyên cho cái pháp môn tu huệ. Chẳng hạn quý vị bố thí, bố thí là mình xả kỹ để mình giúp đỡ cho con người gặp cái hoàn cảnh khó khăn. Mình làm cái điều này rất tốt, nhưng mà mình bố thí phải đi vào cái tới bố thí ba la mật, tức là bố thí mà không cầu chấp danh lợi vị tước quyền, hay là cầu bố thí mà để cho người ta khen ngợi mình, lên lo phóng thanh la sùm mình khoái đó, là mình khỏi cần cái vụ đó đi. Bây giờ mình giúp người đừng đợi trả ơn, miếng tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Nhưng mà mình phải cố gắng mình làm từ thiện, mà coi chừng cái từ thiện mình nó không đúng vào mục đích. Thí dụ bây giờ mình nghe người ta nói vận động tiền để làm này kia, nhưng mà sự thử thật là nó không có sáng tỏ, mình đưa cái đồng tiền mình ra là coi chừng nó không có ích lợi. Vì vậy cho nên tôi thấy ở đây đó, sự thật mà nói, tôi xin biểu dương cái công đức
xin ca ngợi cái việc làm của anh Tấn Dũng, ca ngợi việc làm của Châu Phú, ca ngợi việc làm của Thành Hậu và tất cả anh em đi quay YouTube đó. Nó sự thật là nó sáng tỏ vô cùng, cái sự thật là nó rất là minh bạch. Cái hoàn cảnh khổ, hoàn cảnh khó quay lên trực tiếp cho các nhà mạnh thường quân để giúp đỡ những cái mảnh đời bất hạnh, những cái mảnh đời khó khăn. Đó là cái việc làm đúng cách, đúng nơi và đúng cái địa chỉ đó. Và tin tưởng cái việc làm đó sẽ đi vào một cái phước báo vô lượng. Vậy cho nên là mình thấy là xin thưa với tất cả chư quý vị quan khách đồng đạo gần xa thân mến, cái chuyện làm mình á, mình cũng cố gắng mình làm từ thiện, nhưng mà phải có tu huệ mới được. Bởi vì á, cái pháp môn tịnh độ mới đưa mình vào cái chỗ giải thoát, đưa mình ra khỏi chốn vô dục. Đắc tịnh độ, đương tịnh kỳ tâm, tỳ kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tức là muốn đi vào cõi thanh tịnh thì trước hết là tâm mình phải thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh thì cõi Phật tịnh. Còn cái chuyện mình nói hưởng phước báo nhân thiên, hưởng phước báo ở cõi Tây Phương Cực Lạc, cái sự thật mà nói đó quý vị, mình làm ở đây mình làm phải đi. Bây giờ mình giúp cho những đời bánh đời bất hạnh đi, mình giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn đi, rồi mình hết lòng phụng sự đạo pháp, hết lòng là lo niệm Phật đi. Mình tin chuyên vào cái câu Phật hiệu là chắc chắn 100% là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc mà hưởng công niệm Phật rất yên lành. Hay là chúng ta đến lâm chung thì quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Còn cái vấn đề mà nguyện lực hàng ngày đồ này kia đó thì cái chuyện đó cái chuyện tốt. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện làm từ thiện nó rất là nhiều việc lắm. Việc phóng sanh nè, rồi cũng là thiện nè, rồi cứu giúp người nguy khó nè, cũng là thiện nè. Rồi đồng bào mình đang dịch bệnh đảng nhà nước lo, rồi mình cùng chung tay lo chung để đoàn kết để lo vượt qua đại dịch cũng là thiện nè. Vân vân. Thì cái đó trợ pháp cho vấn đề tu huệ. Mà phước huệ xong tu mới đồng đăng bỉ ngạn. Nói tóm lại là muốn ra cái hoàn cảnh vô thường là chúng ta phải cố gắng đó, hành đạo, tu theo cái pháp môn tu tịnh, tu theo cái pháp môn tu thiền. Nhưng mà tôi thấy Nam Mô A Di Đà Phật là dễ làm lắm. Bởi vì là cái pháp môn tịnh độ này là coi như độ tất cả các loài chúng sanh. Nếu ai mà thành tâm niệm Phật thì chắc chắn được cứu cánh giải thoát, không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi. Đó, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo giải khôn luân hồi. Thì như từ cái chỗ đó, đó là tôi tin tưởng vào cái pháp môn tịnh độ của Đức Thầy đã chỉ dạy đó. Đức Thầy nó thương trần ta cũng ráng thời, đang cho bá tánh liệu bề tu thân tu hành, chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải xác thân người đời. Thì bây giờ Đức Thầy đã thề, đã báo với chúng ta, đã nguyện lực với chúng ta là thân ta dường thể như lương, cứu dân chẳng nể nắng sương lắm đầu. Cho nên tất cả đồng đạo của chúng ta, mặc dù làm cái việc từ thiện xã hội, chúng ta làm cái việc bố thí, chúng ta làm cái việc tích đức, thì đều hướng về cái vấn đề giảng sanh tịnh độ, đều bồi dưỡng cho cái pháp môn tu thiền, đều bồi dưỡng cho pháp môn tu tịnh. Để làm gì? Để trợ duyên lẫn nhau. Nếu con người của chúng ta mà mặc dù ngoài cái việc mà tu thiền và tu tịnh mà chúng ta còn tham liếng đi trần thế thì cũng không bao giờ giải thoát được. Vậy cho nên chúng ta phải buông bỏ từ từ, chứ sự thật mình nói từ từ chứ đạo Phật phải biểu gọi là tuyệt đối. Vì thế cho nên là xin thưa với toàn thể cô bác anh chị em đồng đạo gần xa thân mến, thì bữa nay thì cũng có nhân viên tâm sự, em cháu cũng xin ngỏ lời cũng như có một cái tấm chân tình để chia sẻ cùng với anh Tấn Dũng trong cái YouTube ngày hôm nay, để cùng với các nhà mạnh thường quân để chia sẻ trên con đường đạo pháp. Thì sự thật mà nói là mình tu hành mà mình còn liếng ái cái cõi trần gian này, mà còn vọng động cái cõi trần gian này cũng khó ra khỏi lắm. Khó ra khỏi hoành siêu tam giới là chúng ta còn liếng trần. Mà Đức Thầy nó chẳng liếng trần ảo ảnh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Bởi vì trong kinh Phật nói ái bất trọng thì bất sanh ta bà, mà niệm bất nhất thì bất sanh tịnh độ. Đó, con người mà còn liếng ái cõi trần gian này làm sao mà ra khỏi cảnh ta bà này được, mà niệm không nhất tâm thì làm sao về cảnh giới của tịnh độ Tây Phương. Vậy cho nên nếu còn ở đây nữa thì còn chịu cái cảnh khổ đau là sanh lão bệnh tử luân hồi vô thường khốn khổ đủ thứ chuyện vân vân. Vậy cho nên là xin tóm kết cái đề tài là hôm nay cái chương trình mà tâm sự đạo pháp trong mấy mươi phút ngày hôm nay là chúng ta phải cố gắng ngoài cái việc làm từ thiện xã hội phải cố gắng cúng lại. Cúng lại là cái mục đích căn bản giáo lý Phật giáo hòa hảo là người tu hành. Sự cúng lại là điều phụ thuộc nhưng cũng là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Và đồng thời cúng xong muốn niệm Phật cũng tốt. Niệm Phật nhiều ít là tùy theo sức khỏe của mình.
và đồng thời là nên nhớ là đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc đó. Di Đà lục tự ráng ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra đó, vân vân, trong nhiều cái đoạn văn niệm Phật như thể trồng cây, dung phân tối nước thì cây đâm chồi, ai mà niệm Phật lâu thôi cũng như cây bén mà mình nhổ lên đó. Là niệm Phật vân vân nhiều cái chuyện lắm, cái chuyện mà màu nhiệm trong cái vấn đề Phật pháp, màu nhiệm trong cái vấn đề đạo pháp của pháp môn Tịnh độ mà Đức Thầy đã xương minh, đã kêu gọi, đã dạy dỗ, đã nhắc nhở chúng sanh, mà nhất là chúng ta cần làm từ thiện. Cái làm từ thiện này nghe anh Tiến Dũng dễ mít lòng lắm nha. Yeah. Anh em làm từ thiện mà nhiều khi còn sân si nữa nha. Thí dụ bây giờ tôi cái tánh tôi rất là thản nhiên. Bây giờ cho bao nhiêu thì tiếp nhận bao nhiêu. Nhưng mà sự thật mà nói, tôi cái xe tôi mang đi vậy đó là tới xa cho là bữa đó là khoai mì của anh Tiến Dũng nó cho 4 xã, chứ sự thật là mấy cái xã kia khổ rồi xin nó là cho 2 tấn khoai mì mà 6 xã đó. Thành ra một số bà con á, là cũng đừng có phân bì, nó ông Tiến Dũng cho phát thờ Vĩnh Hậu 2 tấn mà mấy ông kia 1 tấn 1 tấn là không phải. Là bởi vì tôi đem về tôi cho nhiều xã. Nó vậy cho nên nó là sự thật là nó là như vậy. Còn cái vấn đề mà mình làm từ thiện á, nó cũng dễ nổi sân lắm nghe, mà nổi sân là phước đức nó hết. Nó gia đình nghĩa trọng nhiều hơn, rồi tình thương xã hội giúp cơn thiết cần. Nếu xã hội mà cần thiết mình nên giúp đỡ, nhưng mà mình làm rồi là mình đừng có sân si, làm từ thiện mà sân si, rồi làm từ thiện mà nhiều khi lạm dụng tiền bạc, làm từ thiện mà lợi dụng danh dự, làm từ thiện mà làm đủ thứ chuyện trái với đạo đức là nó cũng không nên. Mình làm từ thiện là mình phải chân thành. Nó tùy duyên tùy cảnh, chúng sanh thì khổ, mình yêu cầu được thì được, còn không được thì thôi. Nhưng mà cái bổn nguyện của mình, bổn nguyện của Đức Thầy mà dạy cho mình đó là phải gắn về cái vấn đề tu huệ. Đó, tôi cũng nói với mấy huynh đệ đi chung làm từ thiện hoài à, cố gắng. Mình làm từ thiện mình đừng gây gổ, mình đừng sân hận, mình đừng sân si. Làm như vậy người ta đánh giá cái tổ chức Phật giáo Hòa Hảo, mình đi làm từ thiện mà nóng nảy sân si rồi tùm lum tùm lê đủ thứ chuyện chứ là không nên, không tốt. Đó, hơn nữa mình đâu phải làm mình đem về cá nhân cho gia đình mình đâu, mà mình phải giành giật, mình phải thí dụ của gia đình mình cũng không nên vậy nữa. Mà mình làm của chung của đoàn thể, được bao nhiêu thì mình cho bao nhiêu, còn không được thì thôi, đừng giận, đừng hờn, đừng lợi dụng từ thiện mà làm cái điều tạo lỗi vậy là không nên. Vậy cho nên á, làm từ thiện á thì có khi nó cũng mất cái thiện. Nhưng mà làm từ thiện cố gắng phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Đừng có chen lấn với nhau, đừng có xuyên tạc với nhau, tạo lỗi lắm. Cái đó là Đức Thầy cũng không có vui đâu. Đức Thầy ở bên kia Tây Phương, Thầy nói là Thầy nhìn về là Tây Phương thì ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Thì bây giờ mình làm ở đây chứ Đức Thầy dòm thấy hết trơn à. Tuy là hữu ảnh vô hình chứ dân lòng tưởng thì sanh trình đáo lai. Mình làm cái gì đó là trời Phật biết hết trơn, thần thánh biết hết trơn, chư vị năm non bảy núi biết hết trơn. Đức Thầy mình nhìn rõ lắm. Bây giờ nói với anh Tướng Dũng nè, không có cái gì mà nó kính bằng cái chuyện mà mình nói xấu, mà mình làm cái việc quấy mà ở trong cái nhà mà trong thánh hiền của nó là nhân gian tư ngữ thiên văn như lôi, thất ám phi tâm mà thần mục như điển. Mình làm cái điều xấu đó, mình ở trong cái nhà nhỏ đó, thần mục như điển, tức là ở trên dòm xuống thấy là cũng như là điện chớp vậy đó, sáng trưng vậy đó. Rồi là nhân gian tư ngữ, nhân gian tư ngữ là nói chuyện riêng mà tính hại người đó. Thiên văn như lôi là trên trời nghe cũng như là sấm nổ vậy đó. Đó, vậy cho nên mình làm cái gì đó là mình phải cố gắng, mình tích đức, mình hành thiện đó, để làm sao cho thoát kiếp luân hồi, để làm sao cho hoành siêu tam giới, ra khỏi cái vấn đề vô thường này. Thì phải cố gắng, chứ đừng có cái vấn đề mà mình làm cái chuyện này chuyện kia rồi nó mang cái tội lỗi lớn lắm. Vậy cho nên nói với anh Tướng Dũng, với tất cả bà con mạnh thường quân gần xa thân mến, cái chuyện đạo hạnh của mình, cái chuyện làm từ thiện của mình thì chúng ta phải cố gắng phát huy. Nhưng mà cái vấn đề tu huệ cần phải cố gắng phát huy thêm nữa. Ở đây là chỉ tâm sự một hai mẫu chuyện, nói về vấn đề vô thường thôi, chứ chưa phải là một cái đề tài hoàn chỉnh cho lắm. Có cái điều gì sơ xuất thì ngưỡng mong toàn thể liệt quý vị cũng niệm tình hoan hỷ lượng thứ cho. Một lần nữa cũng xin nguyện cầu ơn trên chư Phật mười phương, quay linh Đức Phật Đức Thầy gia hộ cho toàn thể liệt quý vị, mạnh thường quân gần xa thân mến, mạnh thường quân trong và ngoài nước, và nhịp cầu nhân ái của anh Tuấn Dũng, nhịp cầu nhân ái của Châu Phú, và nhất là má Năm Thảo ở vùng núi Ân Cấm này được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, thân khỏe tâm an, bồ đề tâm vững chắc,
vững bước tiến lên con đường thanh cao của Phật pháp và trường tồn trên cái việc làm từ thiện xã hội đến ngày chung thân hành thiện. Và đồng thời cầu chúc cho tất cả quý vị khi mà bỏ xác mạng chung được hoa khai kiến Phật, cao đăng Phật quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.